Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết. Chào chị Hồng Quyên, Nam Bộ hiện đã giảm mưa, thời tiết sắp tới có tốt hơn chưa ạ? Xin chào chị Thiên Nhi cùng với quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Dự báo là ở Nam Bộ tiếp tục có trạng thái là trời ít mưa và nắng nhiều. Cụ thể là sang đến ngày mai thì nắng sẽ lên từ sáng cho tới chiều ở khu vực Nam Bộ. Ở miền Đông Nam Bộ thì mức nhiệt trong ngưỡng là khoảng từ 33 đến 34 độ C, cảm giác khá nóng. Còn ở miền Tây thì trời dịu hơn với mức nhiệt là khoảng 31 đến 32 độ C. Chỉ có một số nơi như là tại Châu Đốc và Cao Lãnh thì có mức nhiệt là 33 độ C. Lưu ý là về chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện lượng nhỏ và rồi thì cũng sẽ dứt nhanh. Nắng nhiều cho nên là chỉ số tia cực tím cũng sẽ ở mức cao. Dự báo là ngày mai chỉ số tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau và Phú Quốc trong ngưỡng là khoảng từ 7 đến 8. Đây là ngưỡng gây hại rất cao cho da và cho mắt của chúng ta. Quý vị thì đã quen với việc là chống nắng cho da, nhưng mà mắt thì cũng rất cần được bảo vệ khỏi tác hại của tia UV. Vì thế, hãy nhớ là đội nón rộng vành cùng với cả kính râm khi mà chúng ta đi ra ngoài. Và lưu ý thì mắt kính cũng phải được làm từ những chất liệu mà có khả năng chống lại tia UV. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo là tối ngày hôm nay thì trời cũng tạnh ráo và dịu mát với mức nhiệt vừa phải khoảng 25 độ C. Sang tới ngày mai thì nắng sẽ kéo dài từ sáng cho tới chiều với mức nhiệt cao nhất là khoảng 32 độ C. Chúng ta sẽ có cảm giác là khá nóng nếu mà ở lâu ngoài trời. Còn với thành phố Phú Quốc thì đêm ngày hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, trời không mưa, tạnh ráo, mức nhiệt khoảng 27 độ C. Ngày mai thì trời chủ đạo là nắng khoảng 7 tiếng ở trong ngày với mức nhiệt cao nhất là khoảng 32 độ C. Chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện với lượng nhỏ nhưng rồi cũng sẽ dứt nhanh thôi. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc hay cũng như là ở Nam Du và Thổ Chu thì lưu ý là trời có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật khoảng cấp 7 đến cấp 8 và mưa làm cho tầm nhìn giảm xuống dưới 10 km. Còn ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau thì lưu ý là có mưa dông ở một vài nơi, gió đông bắc khoảng cấp 3 cho tới cấp 4.